Nước hydrogen kháng oxy hóa, trung hòa tác nhân gây lão hóa, loại bỏ các gốc tự do, nước hydrogen xu hướng mới của thế giới. Nếu tìm kiếm cụm từ hydrogen water hoặc hydrogen rich water, nước uống giàu hydrogen trên Google, kết quả là hơn 109 triệu kết quả chỉ trong vòng 41 giây. Phân tử hydrogen được biết đến như một chất khí phổ biến nhất hành tinh với cấu trúc nhỏ nhất. Giá trị của nó đã được các nhà khoa học nghiên cứu và phát hiện các khả năng chữa trị đối với cơ thể từ năm 1798. Nhiều năm sau đó, năm 1975, Đại học Baylor và Texas của Mỹ đã công bố một bài báo về việc sử dụng tiềm năng của hydrogen phân tử trong y học. Tuy nhiên, mãi đến năm 2007, khả năng chống oxy hóa của hydrogen mới được quan tâm khi hàng loạt các nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học trên thế giới. Ngày nay, nước hydrogen là xu hướng để giữ gìn sức khỏe mới nhất tại Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài chế độ ăn uống bổ sung vitamin hàng ngày, các chuyên gia y tế đang khuyến khích sử dụng nước giàu hydrogen với nhiều lợi ích như giảm viêm, giảm nếp nhăn, chống loãng xương và giúp chuyển hóa chất béo và thức ăn giàu tinh bột nhanh hơn. Nước hydrogen cũng được phát hiện có khả năng chống lão hóa, giảm ợ chua do trung hòa lượng axit dư thừa trong cơ thể, hỗ trợ giảm táo bón, chăm sóc tốt hơn hệ tiêu hóa và hỗ trợ làm đẹp. Danh mục các sản phẩm từ hydrogen dễ dàng tìm thấy như nước hydrogen đóng bịch, nước hydrogen đóng chai, viên thuốc nước hydrogen, giọt nước hydrogen, mỹ phẩm chăm sóc da hydrogen, mặt nạ hydrogen, bình nước tạo hydrogen, máy tạo nước hydrogen. Amazon, trang thương mại điện tử lớn nhất của Mỹ, hiện có đến 48 sản phẩm từ hydrogen đang được bán. Trên eBay, chỉ riêng các sản phẩm liên quan đến nước hydrogen đã lên đến con số 1034 kết quả. Trong đó, những sản phẩm như bình tạo nước hydrogen cầm tay đang được bán với giá từ 2 cho đến 5 triệu một sản phẩm. Trong khi ở Anh, Mỹ và Ấn Độ, xu hướng sử dụng hydrogen mới bắt đầu cách đây vài năm và khách hàng là những ngôi sao Hollywood như Blake Lively, Ryan Reynolds, Jack Efron, thì tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ lâu đã ủng hộ việc sử dụng nước giàu hydrogen. Thiết bị tạo nước hydrogen đã được coi là thiết bị y tế gia đình và được Bộ Y tế khuyến khích sử dụng rộng rãi. Vậy nước hydrogen là gì và tại sao lại được ưa chuộng đến vậy? Nước thông thường là sự liên kết của hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxy, nằm ở dạng trung tính, không phải là chất kiềm hay axit. Nhưng khi dưới tác động của quá trình điện phân hoặc kháng gốm chia tách phân tử nước, lượng hydrogen phân tử H2 và hydrogen hoạt hóa H+ tăng lên. Đây là hydrogen hòa tan có khả năng kháng oxy hóa mạnh. Hydrogen hòa tan sẽ phản ứng với các gốc hydroxyl OH-, một trong các chất oxy hóa mạnh có khả năng làm tổn thương các tế bào, tạo thành nước và đào thải ra ngoài cơ thể. Đối với sinh lý tự nhiên, 90% năng lượng phục vụ cho cơ thể phát triển đến từ việc chuyển hóa năng lượng thông qua hô hấp bằng oxy. Và trong quá trình này, các tác nhân oxy hóa mạnh cũng được sản sinh ra như là một sản phẩm phụ. Ô nhiễm, hóa chất, các chất phóng xạ, khói thuốc lá và thậm chí stress cũng kích thích quá trình hình thành các tác nhân oxy hóa nguy hại, các gốc tự do gây ảnh hưởng đến màng tế bào, cấu trúc phân tử di truyền ADN và các thành phần khác bên trong tế bào. Đây cũng là căn nguyên dẫn đến bệnh tật và stress. Để chống chọi là các tác nhân oxy hóa AOSS nguy hại này, cơ thể con người sản sinh các enzyme nội sinh chống các tác nhân oxy hóa mạnh này cũng như trung hòa các gốc tự do. Tuy nhiên, các yếu tố tác động bên ngoài ngày càng tăng, dẫn đến nồng độ các tác nhân oxy hóa ngày càng lớn, cơ thể không thể tự cân bằng. Một cuộc khảo sát năm 2013 được công bố trên tạp chí Medical Gas Research cho thấy nước giàu hydrogen hoạt hóa hoạt động như một chất chống oxy hóa, dễ dàng khuếch tán vào cơ thể, làm sạch các gốc tự do, chất gây viêm, lão hóa và ung thư. Nước chứa hydrogen hoạt hóa hoàn toàn an toàn, không mùi, không vị và không làm thay đổi độ kiềm của nước. Đối với sinh lý tự nhiên, cơ thể không thể dừng quá trình oxy hóa để giúp tiêu hóa thức ăn, cũng như việc dừng hình thành các tác nhân oxy hóa, lão hóa. Tuy nhiên, chúng ta có thể bảo vệ cơ thể, làm chậm hơn quá trình lão hóa bằng cách dùng nguồn nước có hydrogen hòa tan. Nguồn nước giàu hydrogen hoạt hóa giúp loại bỏ tác nhân oxy hóa, bảo vệ hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng chống lão hóa của cơ thể. Nước hydrogen, xu hướng mới của thế giới. Nước hydrogen,
một thế hệ nước mới cho sức khỏe. Nước Hydrogen, một kỷ nguyên nước khỏe.